tuần chưa nhỉ? Ở chim sẻ ở trận thứ hai là người cầm con bài Egypt. Chúng ta có hai cung tuyển, có Egypt, có AC, đều những loại quân có khả năng cầm chủ lực rất khỏe ở trong trận thi đấu này. Và Mark C trong tay kẻ thủ anh Huy cũng là một quân sẽ khiến cho đối phương gặp nhiều sự khó chịu, mặc dù là đội bạn có một hit đi. Nếu như không Dummy vào nhà cung thì Dummy vào nhà đánh chém cũng được, cũng hợp lý, chả sao cả. Đặc biệt là những nhà chém đánh chắc nhà bên phía đội bạn. Họ có một Seng trong tay kẻ thủ Kamachi. Seng hit zoom thì cân với Egypt Mark AC à? Cân thôi. Nói chung quân này thì em đánh giá cân. Bên nào cũng khỏe. Quân bên nào cũng khỏe, quân bên nào cũng đánh được. Trận đấu này thì ít quân ép đời. Bên kia họ có Seng và Zoman là những loại quân có lợi thế về khả năng ép đời. Chỉ bên mình có AC và Mark C cũng là những loại quân có lợi thế một chút về khả năng ép đời. Ép đời không tuyển bằng quân bên phía đội bạn thôi. Nhưng vẫn là quân ép đời anh em ạ, quân nó vẫn có lợi thế, nó vẫn là quân có thể ép đời sớm được một chút. Và màn hình máy của game thủ chim sẻ lúc này thì đã có cho mình bầy hiêu đầu khá to, một đôi voi. Rồi bãi quả đầu 6 cây thôi. Đảo qua một số màn hình máy khác. Đây là AC của game thủ 5 skill. Thế AC này ngoài cũng như trong. Trận trước Sài Gòn đánh hay quá. Thực sự chúng ta cũng phải dành những lời khen dành cho Sài Gòn. Trước họ đánh rất là hay luôn. Mặc dù Roman của Long Lê trận vừa rồi dâng sọc đơn bị phế nhà L sớm, nhưng mà anh ta cũng chủ động về hồi và lên 4 cực sớm. Ở cái thời điểm mà chim sẻ đang cơ cấu lại cơ sở, cơ cấu lại lực, thì Roman cũng đã lên được 4 xong. Không khỏe thật. Vâng, Summer của game thủ Mạnh Hào. Hào đang có một đôi voi về nhà, một bầy hươu ăn ở cạnh rừng. Đôi voi bầy hươu. Còn đây là màn hình máy của Huy. Với bài Max C, Huy có bầy hươu to và đôi voi. Được câu về nhà chính đây rồi, thêm đồ ăn nữa. Nó có đá gọn cái bầy hươu lại được không? Khá nhiều đồ ăn dành cho Huy ở trong trận đấu này. Hai bầy hươu và đôi voi bỏ quả. Bài Max C đầu cánh này, bài Max C đẹp nhá. Tương đối đẹp luôn đấy. Đàn này liệu có ôm bom không? Ôm bom gì đâu anh em. Và tầm này nếu mà bảo xét về 4-4 thì em vẫn đánh giá Nghệ An cao nhất. Nghệ An đều ổn định, đều tất cả các vị trí. Nghệ An có không được khóc, L1, Chip Boy và U98 đều lắm, chủ lực khỏe mà chém cũng rát. Thứ hai là team Hà Nội và BB Club. Hà Nội thì đánh 4-4, 4-4 vẫn rất hay. Hà Nội chưa bao giờ bị đánh giá, vâng, bị đánh giá thấp ở trong thể loại 4-4 cả. Và BB Club cũng vậy. BB Club thì dựa trên cái hơi thở của thầu là chính. Nếu như thầu có phong độ tốt thì BB Club đánh cực khỏe luôn anh em ạ. Và đợt nào mà ông thầu mà phong độ mà thấp ấy, thì lại BB Club lại đánh 4-4 khá là liều tiều. Như vậy là 10-0-0 với bài 25 dân của Max C, khỏe. Còn những team còn lại thì Thái Bình thì đợt này phong độ 4-4 thì em cũng không thấy, rất là lâu rồi không đánh 4-4 nên em cũng chưa có những cái đánh giá với team Thái Bình. Còn quan điểm về team SBS thì SBS em vẫn giữ nguyên quan điểm SBS là một team đánh 4-4 yếu so với mặt bằng chung thì yếu hơn tương đối nhiều. Nên sớm thì đi dò đi em, sao phải đứng thủ. Gặp bầu 8, Long Lê trận này cầm Zoman. Max C gặp Zoman ở cánh bên này. Hai L luôn, rất cục. Thẳng 2 L. Rabadakis, Laramus.
Và đã lên đến 3 xong, ui, lên đời ngang nhau luôn này. Bài Roman bên kia cũng vâng, cũng 10 sớm 10 tròn đấy. Thậm chí là kích 9 thì phải. Biết phải kích 9 không? Huy lại đang muốn cơ cấu cái hốc xẻ, đang có con tê ở đây. Con tê di chuyển từ nhà lên tận khu vực góc 3 giờ. Sợ không kịp đợt này rồi. Giữ được 4 thằng dân ở trong. Chứ không tuần này vào bị ló lọt thì toàn. Rồi, may quá cái nhà kia xít lổ. Sẻ đang ăn hoang rồi, sẻ dâng A. Vậy như vậy sẻ là người đi dâng A trận đấu này anh em ạ. Không phải là bà đánh cung Egypt ở nhà rồi, như vậy là nhường quyền chủ lực dành cho game thủ năng số kill. Sẻ sẽ là người cầm cung đi bắn. Bảo sao con T đến sớm thế. Kiểm tra lại thì lại là đi dâng A. Rồi bắn được khá là nhiều dân của Zoban. Đó, đang tổ chức quay sớm. Đó, chưa có bánh xe, bây giờ thì Zoban mất luôn cả bãi vàng. Con cung T của game thủ chim sẻ rất hiệu quả. Đạt được cái sự vâng, cái độ hiệu quả cực kỳ cao. Bắn được ba thằng dân ruộng. Và bắn khiến cho Long Lê không ăn được vàng. Và quay trở lại với màn hình máy của game thủ năng số kill, tham lai chỉ là 24/80 thôi, dường như là mất một vài dân ở ngoài. Và đúng là như vậy, bị ăn mất một đạo ăn hoang ở phía bên ngoài nhà. Bài lệnh 2A. Còn đây là Hào. Hào thì đang đối đầu với đầu cánh của mình là nhà màu 6, game thủ Gunny. Gunny trận này là người cầm quân bài Hitty. Và đang được màu 5, game thủ Kamachi chém phủ ra cho. Kamachi là người cầm Seng. Vậy bên kia là Seng và Zoman đánh chém. Tịnh Văn chưa thấy mặt đâu nhá, chưa nhìn thấy màu 7 đâu đâu nhá. Màu 5 đánh dâng chéo thế này, như vậy là bên kia hit min ôm nhau rồi. Cánh bên kia hit và min ôm nhau. Sẽ dâng A cánh bên này thì lại không bắt được chủ lực đối phương, mà lại bị, vâng, chỉ bắn được nhà chém thôi. Sẽ đang di chuyển cực kỳ nhanh chóng sang bên cánh bên kia. Đây là cái giai đoạn mà con Miwan chưa chắc nó đã tụ được đông cung A. Nếu như vào sớm vào kịp thì vẫn được. Bên kia đánh hai chủ lực rồi, hit và min ôm lấy nhau, nhưng hit đầu cánh và Miwan ở trong cánh. Có Seng dâng chéo cánh hộ. Xa quá, đi mãi không đến. Sẽ ý đồ dâng A để bắt chủ lực đối phương ấy, nhưng mà vâng, ý tưởng thì chuẩn nhưng lại đen. Chủ lực bên kia lại làm hết ở dưới 6 giờ. Vâng, chủ lực bên kia làm hết 6 giờ thì bây giờ ốp hit trước vậy. Ai có cái gì lên đây cùng không? Rất nhiều tay. Sẻ vẫn vẩy e các kiểu ở nhà của mình để chống cái tên quản bãi gỗ câu giờ. Đây là có cả Mạnh Hào và có cả màu 2 game thủ Anh Huy ở đây, nhưng màu 7 game thủ Tịnh Văn cũng đã đẩy cung A ra. Bên họ cũng là hai con cung rất tuyển. Vâng, một con cung A đứng với một con cung hit. Chúng ta là cung Egypt cặp cùng với cả cung AC và đang có chém đảo. Còn đội bạn thì họ đang không có chém đảo trong tên này. Đảo thế nhờ, tuần này không có được là thua luôn đấy. Dâng A và không bắn được đối phương thì là thua luôn. Dâng A mà không có được là hỏng. Là hỏng hết bánh kẹo anh em ạ. Tham lai của Lam Sukiu chỉ là 46 thôi. Thực tế để mà thế chủ lực thì vâng, cái quân Hitty và con Mian thì nó chưa bao giờ nó ngán con AC cả. Kể cả là ở đời 3 lẫn đời 4, chất quân đời 3 của họ cũng rất mạnh. Đời 4 cũng mạnh. AC Egypt thì còn ok. Egypt thì bằng có đắp đôi đời 4 thì còn ok. Chứ còn hoặc là cung đầu máu ở đời 3 thì còn ok. Chứ còn con AC này thì AC mà đối đầu với cung hit với cả cung AB1 thì hơi khó. Hào là 28 thôi. Tham lai chúng ta đang bị đè mạnh rồi. Đang bị đè mạnh. Sẻ tham lai không to vào đây một trận dâng A đen. Ý tưởng thì ok, chiến thuật thì ok, dâng A để bắt Miwan đối phương, nhưng mà đen cái là
Cung Ao nó lại ở cánh bên kia luôn, ở tận kinh góc 6 giờ, xa quá. Quá xa. Đi sang tới nơi thì người ta tụ bằng cả kích Cung Ao rồi. Không kịp anh em, không kịp làm gì. Sẽ chạy về nhà AC hồi. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ anh Huy, timeline Maxe là 2-2 thôi. Huy vẫn đang quản lại nhà của màu 8. Quản lại cả màu 8 và cả màu 5 ở cánh bên này. Nhưng mà bên kia họ có sang rôm toàn quân kiếp. Trận này tính ra vừa đánh đời 4 thì bên mình tịt lắm ấy. Nếu mà bảo đánh nhau đời 4 thì quân bên mình cực tịt luôn. Họ còn sang còn rôm, những nhà đánh chém có thể về hồi. Bên kia có hung hit, vâng có hot thần hit, có cung a lửa mi oan 7+5, có hai con đạp xịn của Seng và Zom. Thằng này chúng ta đang hơi đè lại được xuống một tí, hình như là vừa có tên ăn dân ở đâu đó. Vâng, được đồn đồ để lên thẳng bốn, không dám nói to anh em, sợ bên kia người ta nghe tiếng. Được bơm đồ để lên thẳng 4 trong thế trận bên kia. Hit đi với cả Miwan đang ôm nhau. Hot AC đời 4 thì có tầm xa 3, có bắn chặn, không lửa, không đầu máu, không hot thần. AC không phải là quân mạnh ở đời 4. Hôm nay 89-96, kích 4 thành công rồi. Sẻ là 38 đang hồi một mạch. Sẻ hồi được thì còn có cửa. Không hồi được thu luôn. Thế trận thì nó đã là thế trận khó rồi. Khó ngay từ khi mà chúng ta tổ chức ốp sớm nhưng không ốp được. Đó, bên kia nó chạy hết 6 giờ hồi rồi. Ở ngoài tôi nghĩ là không có cái gì đâu. Tôi đoán là ở ngoài bên kia không có hồi cái gì ở ngoài đâu. Họ chạy hết 6 giờ, chạy vào lách nhà của Hitty về nhà của Miwan để hồi rồi. Góc 6 giờ vẫn rất rất mênh mông. Chúng ta có thể thấy, chúng ta mới chỉ chớm nhìn thấy chỗ mặt nhà BA của Tịnh Văn thôi, chứ cũng chưa vào được sâu. Nên là cũng không biết là trong 6 giờ diện tích đất nó có đủ rộng không. Tôi nghĩ là đủ rộng đấy, để cho hai người bên kia người ta cùng cả Seng và cả Roman cùng chạy về hồi. Vâng, game 4 xong. Bên kia cũng gãi rồi, không ốp đời ba luôn, họ đánh kiểu gãi luôn. Hitty của Gandhi đang đẩy quản lại nhà cũ của sẻ. Đánh châu ca và dòng ca từ nhà lên. Lín thở bóp cò anh em ạ. Vì tầm này không soi tham nhiều nên mình cũng không biết là bên kia họ đang như thế nào. Bên kia có nhà nào lên 4 chưa? 32 phút trong game rồi thì chắc là kiểu gì cũng chưa lên 4, thì ít nhất là tầm này cũng gần đến 4 xong. Liệu Hitty được đẩy lên 4 trước hay là Miwan bên kia người ta lên 4 trước? Vâng, đang nhồi đồ cho sẻ rất lực. Làm châu ca để giành thịt để bơm cho Egypt lên được 4 sớm. Có đạp của Egypt thì còn cửa. Con đạp của Egypt nó rất khỏe. Sẻ kích được 4 chưa? Tầm này chắc kích được 4 rồi đấy. Kích rồi thì phải. 8, ui dùng 83 dân. Khiếp. Tham toàn dân anh em ạ. À đâu có được khoảng chục con cung. Còn đâu toàn dân thôi.
Bây giờ thì Nam sẽ là người đẩy đi để khi ép đối phương họ không đi được quân. Và đã có hot đến từ Hitty rồi. Rồi, turn này sẽ là turn càn đấy. Turn này sẽ khiến cho đối phương không đi được quân nhá. Ít nhất là không đi bằng áp lực để họ không đi quân. Thực tế Nam cũng không cần phải vội quá để đánh thẳng vào nhà đối phương. Chậm thôi được. Câu giờ, người ta không đi được quân thì sẽ mới có điều kiện để lên 4. Lên 4 và lên đạp đôi. Hot, có khi hot thần. Hình như chưa lên hot thần thì phải. Dâng cả ca lên luôn. Vâng, hot. Những con ca của cái đủ năng skill nó đang dã rất đau. Dồn tiếp lên em. Chậm thôi được, từ từ thôi. Đợi quân hỗ trợ. Ôi xẻ thế này là có điều kiện lên đạp đấy. Khoai nhưng mà lại đang đến được này. Bên kia đánh họ đánh gãi, họ đánh hai nhà cùng lên 4. Họ không đẩy sớm. Không, cung A vẫn chưa khạc ra lửa đến từ Tịnh Văn. Nam vẫn đang làm rất tốt ở cái thế trận này. Thực hiện rất đúng chiến thuật luôn. Chiến thuật đẩy quân áp lực để khiến cho đối phương họ không đẩy được. Chim sẻ sẽ rất thoải mái để có thể chuyển sang chơi những con đạp đôi của Egypt. Nhưng vấn đề chúng ta cần cũng phải chú ý một chút. Đó chính là việc Seng và Zoma bên phía đối phương cũng đều là những loại quân đánh đẩy 4 cực kỳ khỏe. Họ hoàn toàn có thể hồi và nhồi đồ cho con bài Seng và con bài Zoma lên 4. Và bây giờ thì hit đi của cái thủ gắn đi cũng đánh ca. Vâng, nói chung là cả ca và cả hot thì con hit đi nó vẫn cửa trên hơn so với cả con bài AC rất nhiều, hơn cực nhiều luôn. Bên kia ca của AC nó có tầm xa, ca của hit đi có tầm xa, có lửa. Ca của AC thì như là đang không có tầm xa. Tầm xa chỉ là 12 thôi. Sẻ bắt đầu tràn và tất nhiên là sẻ làm sao phải quản được cả mẫu 5, mẫu 8 trước. Quan trọng là phải quản cả mẫu 5, mẫu 8 trước nhá. Tham lai 138 đạp đôi đã bắt đầu chạy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi màn hình máy của chim sẻ để xem sẻ đẩy quân. Bên mình còn Mạnh Hào đang hồi đây. Hào là 89 với quân Summer. Có mỗi mark C của Huy trận này thì sẽ không nghĩ đến việc lên đời đánh đời 4 thôi. Chưa nghĩ đến việc đánh đời 4 thôi. Summer của Hào cũng là một loại quân có thể đánh đời 4 được. Đánh hot thần. Để cho AC đánh cung R đời 3 đời 4 được. Đây, quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ. Chúng ta sẽ theo dõi xem những cái pha đẩy đạp đôi của sẻ và đi quản vàng ở trong trận đấu này. Đấy, Seng đang hồi rất lực luôn. Phải quản lý tốt, đặc biệt là Seng và Zoom để không cho Seng và Zoom lên được đời 4. Thì với thế trận chúng ta có cả Summer cũng vừa đã kích được 4. AC, Egypt phối hợp đời 4 với nhau thì vẫn có thể ít nhất là cân lại được, chứ không bị thua kém hit đi và vi hoan nhiều. Quan trọng là không được để Zoman lên 4. Để Zoman lên 4 trận này là, hoặc là Zoman và Seng để cho bên kia ba người đều 4, nó có đạp đi đạp trận này là mệt. Bên kia nó mà có đạp đi đạp trận này là mệt, bởi vì các cơ sở nhà bên mình nó không phải là cái thế móc binh đâu. Đặc biệt là nhà chim sẻ và nhà bố ba của cái thủ Mạnh Hào đều là những cái thế mà rất là dễ bị thả đạp đôi vào và khó chống. Vàng trên bản đồ vẫn còn rất nhiều, bản đồ rất nhiều quân gỗ, có mỗi Hitty và AC lúc này là đang sử dụng vàng nhiều thôi. Cả Mi Hoan nữa, còn là sử dụng vàng nhiều thôi. Còn những bãi vàng trên bản đồ vẫn đang còn rất nhiều luôn. Gunny cũng đã là hot thần của Hitty rồi, sẻ đã là tham lai limit 200. Vâng, đồ trong người kìa rất nhiều luôn kìa, có bơm cho Hào một phát lên thẳng hot thần luôn không? Vâng. Mi Hoan 17 còn xây cả ở đây để giữ để ăn vàng. Rồi thì đạp luôn. Cướp luôn vàng 3 giờ. Phải cướp được vàng 3 giờ luôn. Ai là người đi ăn? Hào. Không, Hào Summer không có đào vàng 2.
Màn hình máy của game thủ Nam Sokill Lam vẫn đang cố gắng đẩy ở cánh bên này. Có thêm sẻ sang đây không nhỉ? Sao Lam vào một mình nhỉ? Gọi sẻ sang nữa là tươi đấy. Đây rồi, sẻ tới rồi này. Sẽ có một kích, sẽ có một kích tới rồi này. Không đợi sẻ sang, vào một mình vội thế. Ca là ca thần đến từ AC. Mặc dù thua tầm xa, đây là ca thần. Ca thần thì nó bằng được máu của ca hit. Ca thần thì gấp đôi máu lên, nhưng mà như anh em biết rồi đấy, con ca của hit thì nó lại gấp đôi máu so với tất cả các ca khác. Cho nên là ca thần thì cũng chỉ bằng máu so với ca thường của hit thôi. Ca hit là bá lắm anh em ạ. Vâng, ca thường của nó đã 150 máu rồi. Còn ca thường của các quân khác chỉ có 75 máu thôi. Phải lên thần thì mới lên được 150 máu, gấp đôi máu. Màn hình máy của game thủ chim sẻ, timeline là 209 trên 200. Vẫn đang đi quản vàng. Vẫn đang đi quản vàng và quản rất kỹ khu vực góc 3 giờ và căn đi resize khi mà không ăn được thêm vàng nữa. Chúng ta có một trận thi đấu mà AC của game thủ Nam Skill đánh thực sự là rất hay. Trận này tôi đã không hiểu tại sao mà bên kia số hai nhà người ta lên đời 4 muộn đấy nhở. À, bài hit đi xấu, bài hit đi cực xấu luôn anh em ạ. Hit đi là một cái thế lom dom lúc đầu, họ đỡ được lúc đầu thôi, nhưng mà họ không có thế đẩy ngược. Trong khi đó thì bên mình thì có nhiều đồ bơm, mặc dù sẻ dâng A không thành công, không không bắt được đúng nhà cần dâng và phải chạy nhà chạy dân về hồi từ rất sớm. Nhưng hai nhà vệ tinh đó chính là Mạnh Hào và anh Huy trận này thì có đồ bơm rất là khỏe để giúp cho game thủ Nam Skill có thể lên thẳng 4 sớm. Hay nhở, trận này hay đấy. Trận này đánh thay vì trận trước thì có phải ngon không? Chưa cần xẻ đẩy vào 6 giờ cùng mà Lam đã có thể áp lực để khiến cho gần như cả trận đấu chúng ta không thấy hit đi quân. Ngoài mấy con cung đờ đi ở cái thời điểm mà ở cái thời điểm mà Lam vừa mới lên 4 xong ấy thì hit đi của Gunny có mấy con cung đờ đẩy sang nhà bố 3 thôi, chứ còn cả vâng hot gần như là không ra khỏi nhà. Hot của Hưng Nhổn không đi được ra khỏi nhà luôn. Và áp lực đến từ những con ca thần của